Dạ vâng, xin chúc quý anh chị một buổi tối thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây để giao lưu, xin gửi với anh chị một nhạc phẩm được mang tên Lời Em Hứa. Người nào có yêu tôi, lời yêu
cho lưỡi đầu môi. Người đã quên rồi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, dạ, và giờ đây anh Lý